tiếp tục đà tăng từ đáy của thị trường. Thì hôm nay vnindex đóng cửa ở vùng giá là 1.272 điểm, tương ứng tăng đâu đó khoảng hơn 10 điểm của thị trường. Nếu như mà chúng ta xét ở một góc độ về thanh khoản của thị trường chung, thì hôm nay mức thanh khoản của thị trường ở mức giao dịch trung bình khoảng tầm 18.000 tỷ. Thì anh chị mình cũng thấy rất rõ ràng tổ chức họ đang tạo những cái trạng thái tâm lý là cực kỳ hay. Đấy. Khi mà bây giờ anh chị mình lên trên những cái bài báo, những cái trang truyền thông về media, về chứng khoán, những kênh YouTube, TikTok, thì anh chị mình cũng sẽ thấy không ai nói với nhà đầu tư mình về những cái yếu tố về rủi ro nữa. Không ai nói với anh chị mình về cái việc mà quản trị rủi ro nữa. Mà đa phần xoay quanh những cái câu hỏi mà em nhận được trong những cái phiên như ngày hôm nay là mua cổ phiếu nào em. Đấy. Thì liệu khi nào thị trường của chứng khoán Việt Nam sẽ có những cái phiên điều chỉnh, thì em và anh chị nhà đầu tư mình sẽ cùng nhau đi phân tích trong cái buổi video ngày hôm nay. Thì xin chào tất cả các chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY STOCK. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày thứ ba, thì em cũng quay trở lại là một buổi video ngắn. Nếu như anh chị mình thấy những video chia sẻ của em mang lại kiến thức đầu tư hiệu quả, thì anh chị mình có thể để lại giúp em một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em là những buổi video sau tốt hơn, và chia sẻ với chị mình nhiều hơn về những kiến thức trên thị trường. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì cái điều đầu tiên anh chị mình cần thấy, nếu như mà chúng ta xét ở một góc độ về điểm số của thị trường chung, thì hôm nay là cái phiên T+2 của một cái phiên bùng nổ heo đà, một phiên FTD của thị trường về. Thì với một cái nguyên tắc một phiên bùng nổ heo đà, khi mà cái yếu tố về lượng hàng về, điểm số của thị trường ngày hôm nay vẫn đóng cửa ở vùng giá cao, thì xác nhận đây là một cái phiên bùng nổ heo đà thành công của thị trường. Đấy, cho nên ở một góc độ nào đó, với 3 tiêu chí tạo đáy mà em đã kể cho anh chị mình rất nhiều, đã lên những cái kế hoạch để mua ở trong giai đoạn trước đó, ở những vùng đáy 1, những tín hiệu số 2, những tín hiệu số 3, thì với 3 tiêu chí tín hiệu này nó đã đều thỏa. Thì ở đó chúng ta sẽ thấy được là trong quá trình trong ngắn hạn của thị trường chung rất khó để mà thị trường nó về và nó khủng được cái biên độ cột mốc là 1.185 điểm. Hay chúng ta nói đúng hơn là trong giai đoạn 3 và 6 tháng tới của thị trường chung sẽ là một thị trường của cơ hội. Mọi người lưu ý á. Đấy, cho nên đó là những gì mà muốn chia sẻ ngắn gọn đến chị mình trước về cái vận động của thị trường. Hôm nay thì nó cũng không có quá nhiều những cái yếu tố để mà chúng ta bóc tách. Cho nên cái quan điểm của cá nhân mình, thì với những cái phiên tăng điểm của thị trường ngày hôm nay tăng đâu đó khoảng tầm hơn 10 điểm, thì với những cái trạng thái tăng điểm của thị trường lúc này á, thì nó sẽ phù hợp với ai? Nó phù hợp với những nhà đầu tư nào mà cái vị thế anh chị mình đã mua ở những cái đoạn trước đó, thì nó phù hợp với những phiên ngày hôm nay khi mà thị trường tăng, cổ phiếu nó xanh, phù hợp với cái vị thế anh chị mình ở dưới mình mua. Và bây giờ mình ngồi mình gồng lại, mình cưỡi ngựa mình xem hoa, mình không phải đi tò mò xem là mình sẽ đi mua những cổ phiếu nào, mình không phải áp lực cho cái trạng thái tâm lý của mình là bây giờ cầm tiền phải tìm con nào để tham gia. Mọi người lưu ý á. Đấy, cho nên em cũng chia sẻ với chị mình luôn, phiên ngày hôm nay cũng sẽ không phải là cái thời điểm gọi là gì, những cái thời điểm mua tốt nhất dành cho những anh chị nhà đầu tư mình. Và mình cũng không có khuyến khích anh chị nhà đầu tư mình cầm tiền mà lao vào mua trong những phiên như thế này. Thì bản chất mua những phiên như thế này á, thì mình sẽ gọi là nó trạng thái nó bị mua nhựa bởi những cái yếu tố về sự FOMO, về trạng thái sợ bỏ lỡ cơ hội. Chứ những cái phiên như ngày hôm nay bản chất nó không tạo cho anh chị mà một cái điểm mua an toàn ở một cái vị thế tốt. Một cái vị thế tốt là gì? Vị thế tốt là ở đó khi mà anh chị mình mua xong mà thị trường nó có những cái trạng thái mà nó rung lắc, nó điều chỉnh lại, cái vị thế tốt nó sẽ giúp cho anh chị mình cầm nắm được cổ phiếu qua những cái biến cố điều chỉnh rung lắc của thị trường chung, mới gọi là một cái vị thế tốt. Còn đâu khi anh chị mình mua ngày hôm nay đi, có thể ngày mai nó xanh thì anh chị mình cũng có lại, nhưng mà cái trường hợp mà nó rủ lại một phát, nó rung lắc trở lại, thì những cái điểm mua như ngày hôm nay là bắt đầu anh chị mình thấy không, ăn không ngon, ngồi không yên, hay mất ăn mất ngủ đó. Cho nên vị thế an toàn nó sẽ giúp cho trạng thái tài khoản anh chị mình nó giữ được một cái sức khỏe tốt nếu như mà thị trường nó có những trạng thái rung lắc. Cho nên ở trong những cái vùng này cá nhân em mình cũng chia sẻ luôn, mình không có khuyến khích anh chị mình mua. Cho nên đôi khi anh chị nào mà vùng này mình muốn mua đi ấy, hoặc là mình muốn bắt đầu mình tham gia vào cổ phiếu đi, thì đôi khi anh chị mình hãy ngồi lại và đặt ra cho mình một cái câu hỏi. Mọi người hãy đặt ra cho mình một câu hỏi là tại sao ở những cái vùng mà thị trường nó có những cái tín hiệu tạo đáy, anh chị mình lại không phân bổ vốn vào mình mua? Ví dụ như quanh những cái biên độ trong cách đây khoảng 2 tuần trước đi, thị trường quanh những cái vùng giá là 1.200 điểm. Tại sao anh chị mình lại không mua? 1.200 điểm ở đây là một cái cơ hội mà cá nhân em mình đã lên những cái video mình phân tích với anh chị mình rất kỹ. Đặc biệt anh chị nào mà trong hệ thống khách hàng đi, hoặc là mọi người ở trong cái room cộng đồng á, đặc biệt với anh chị nào trong room cộng đồng luôn, mà cái thời điểm đó em chia sẻ với mọi người rất nhiều những cái cơ hội. Thì tại sao anh chị mình lại không dám mua? Mọi người lại nhìn ở thị trường ở một cái góc độ về sự rủi ro, về một cái biến cố lớn. Nhưng mà tới thời điểm này bây giờ thị trường tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ, tiệm cận về cái vùng 1.300 điểm. Thị trường hồi đó khoảng tầm 90 điểm từ những cái vùng đấy là 1.185. Thì tới thời điểm này bây giờ anh chị mình là hỏi em cơ hội mua con nào em ơi, thì nó rất là khó. Mọi người lưu ý á. Đấy, Cho nên bản chất cơ hội và rủi ro thì nó sẽ tùy vào những cái hệ thống. Đôi khi những vùng 1.200, cá nhân em mình nói với chị mình thấy đây là cái cơ hội. Ở những cái cổ phiếu trụ, những cổ phiếu đã có dòng tiền và tạo đáy trước với thị trường thì mình chia sẻ với anh chị mình điểm mua. Nhưng còn thời điểm này bắt đầu nhiều nhà đầu tư thị trường họ mới bắt đầu đi tìm cổ phiếu, bắt đầu đi tìm những cái vùng giá để mà anh chị mình mua. Thì bản chất anh chị mình thấy không, thứ nhất là mua vùng giá đã cao hơn nhưng mà chưa chắc gì mua ở đây hàng về đã có lãi, hoặc là một cái vị thế nó đủ sự an toàn để cho anh chị mình cầm nắm. Nếu như mà thị trường chung nó có chuyện hay nó rung nó lắc, mọi người lưu ý thấy. Cho nên đôi khi chúng ta phải nhìn lại cái hệ thống bên mình. Trong giai đoạn vừa rồi 90 điểm hồi phục tăng điểm của thị trường, anh chị mình làm gì ở đây, mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên những cái trạng thái mà trong ngắn hạn anh chị mình thấy rõ ràng là ở đây thị trường nó liên tục mở những cái trạng thái về cái gap này. Ngày hôm qua mở một gap nè, hôm trước đó cũng mở một gap nè, và hôm nay cái gap nó cũng nhỏ thôi, nó không lớn, nó liên tục những cái gap. Thì với những cái gap mà sâu, những cái phiên mà bùng nổ heo đà ấy, thì em gọi đây là những cái gap rồi, nó ép mua, nó ép cho những nhà đầu tư nào cầm tiền mà ngồi chịu không nổi cũng phải lao vào mua. Hôm nay trong room cộng đồng đi, em cũng ngồi lại em cũng chia sẻ vui với nhiều anh chị mình trong cái hệ thống, trong room cộng đồng ở đây á, thì em cũng nói với chị mình là em cầm cổ phiếu, nhưng mà mình nhìn những cái trạng thái mà tăng điểm như thế này của thị trường chung á, em nói chị mình còn nóng người, mình còn sốt ruột. Anh chị mình thấy không, tổ chức họ đánh rất là hay, em cầm cổ phiếu ở đây mà còn nóng người. Đấy, huống chi là những nhà đầu tư nào mà em nói chị mình bắt đầu bây giờ mới quay xe trở lại cầm tiền mà đi tìm những cổ phiếu mua là cực kỳ khó luôn, lưu ý ha. Đấy, cho nên đó mới gọi là bản chất của thị trường chứng khoán. Đấy, cho nên ở những cái vấn đề tiếp theo á, thì khi mà anh chị mình thấy thị trường nó chỉnh, nó giảm đi, nó giảm cũng tàn bạo, nó giảm cũng khốc liệt, anh chị mình thấy không, chờ nó hồi để bán mà không có những cây nào hồi. Mà khi thị trường anh chị mình thấy nó tạo đáy xong đi lên, nó tăng cũng kinh. Đấy, chờ nó giảm để mua mà cũng không có những cây nào gọi là giảm để mua. Thì đó mới gọi là trạng thái tâm lý trên thị trường chứng khoán. Mà lúc nào anh chị mình đầu tư á, mình hãy bỏ qua những cái suy nghĩ cái tôi của mình đi, mà mình hãy đọc vị phân tích theo những cái trạng thái và những cái tín hiệu của thị trường. Đó, thì nó sẽ phù hợp hơn. Đấy, mình phải luôn đưa ra cho anh chị mình về những cái góc nhìn khách quan. Góc nhìn khách quan của em là vùng này là vùng mình nói thẳng là mình không khuyến khích cho anh chị mình mua. Đấy, cho nên mọi người mà ai mà đang có trong cái trạng thái mà em ví dụ như bây giờ mà đang cầm full tiền đi, đấy, hoặc là anh chị mình chưa có giải ngân được cổ phiếu nào á, thì mọi người để lại phím 1 trong phần bình luận bên dưới của mỗi buổi video á. Dù bên dưới có phần bình luận nè, anh chị mình để lại phím 1 bên dưới đi, thì em sẽ chia sẻ cho anh chị mình thời điểm nào là thời điểm anh chị mình nên mua với ai mà đang cầm tiền. Đấy, mọi người lưu ý, tại vì cái thời điểm mua nó rất là quan trọng, không phải lúc nào anh chị mình cũng mua đó. Đấy, mặc dù cái trend thị trường đã tạo đáy rồi, nhưng mà trong ngắn hạn anh chị mình chọn sai thời điểm mình mua, nó bắt đầu mua sai điểm hàng về tơi cộng nó rung lắc, nó rụ một phát rồi nó bắt đầu lại lỗ. Mà đôi khi tâm lý nhà đầu tư lỗ lại phát ra bán, mà bán xong sau này thị trường nó lên lại không dám mua nữa anh chị. Đấy, cho nên cái nghịch cảnh, cái sai lầm của nhà đầu tư sẽ nối tiếp đi những cái sai lầm là do mình chưa tìm được một cái hệ thống nó phù hợp. Cho nên đôi khi mình phải nhìn lại cái hệ thống đầu tư bên mình nó đang như thế nào, nó cần có những cái điểm nào nó cần sự thay đổi. Đấy, cho nên buổi tối ngày mai cũng là một cái buổi mà có thể nói là một cái khóa học cực kỳ đặc biệt. Nó sẽ giúp cho anh chị mình định hình được cái thị trường, cơ hội thị trường như thế nào trong tương lai, trong gần nhất là 3 đến 6 tháng tới, cái cơ hội thị trường ra sao, và sẽ hướng dẫn cho anh chị mình chọn được cái dòng mạnh nhất trong thời gian tới. Đặc biệt ở đây em sẽ chia sẻ cho anh chị mình một cái bí kíp để chọn được, thứ nhất là chọn được một cái siêu cổ phiếu, cái thứ hai là mình sẽ đánh giá được cái dòng dẫn dắt của thị trường trong thời gian tới là cái dòng nào. Nó sẽ có một cái bộ phương pháp và một cái bộ tiêu chí em sẽ chia sẻ với anh chị mình. Đấy, cho nên anh chị nào tham gia thì mình cứ đạt về 3 cái điều kiện này. Một là đang là hệ thống khách hàng em quản lý, hai mở mới tài khoản của VPS gắn ID của em, ba là anh chị mình đã có tài khoản VPS rồi chuyển về em xử lý. Đấy, không mọi thông tin thì mọi người cứ liên hệ giúp em với bạn trợ lý là bạn Hải Anh qua số Zalo là 0945866915, hoặc là anh chị mình điền về những cái thông tin về những cái yếu tố thông tin cá nhân mình bên dưới ấy, thì bạn trợ lý sẽ liên hệ lại với anh chị nhà đầu tư mình. Đấy, cho nên là ở một góc độ nào đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đi bóc tách một cái phiên tăng điểm ngày hôm nay của thị trường nó đến từ đâu. Thì anh chị mình thấy bản chất mình cũng chia sẻ luôn, 90 điểm thị trường tăng từ những cái vùng đáy mà tới hiện tại thì đâu đó nó đóng góp khoảng tầm 70% đến từ những cái điểm số, cái sự tăng giá, cái yếu tố về dòng tiền ở những dòng cổ phiếu nào anh chị, ở những dòng cổ phiếu trụ. Đấy, thì cái dòng trụ là cái dòng mà cá nhân em mình đã theo dõi từ những cái ngày mà thị trường tạo đáy đầu tiên, mình đã chia sẻ với anh chị mình dòng tiền đã chảy vào trụ, thì ở đó mình đã lên cho anh chị mình kế hoạch để mình mua. Thì anh chị mình thấy rõ ràng không, phiên ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, khi mà bắt đầu nó chạy tới những cái dòng tiền vào những cổ phiếu như Vietcombank. Ngày hôm qua thì tiền nó lại chạy vào những cổ phiếu như BNC. Đa phần anh chị mình thấy không, nó nằm hết ở những cổ phiếu trụ. Hồi xưa anh chị mình sẽ thấy là khi mà thị trường hồi những cái dòng cổ phiếu mid cap nó rất dễ hồi. Ví dụ như hồi xưa mà thị trường hồi này những con Nam Kim là rất dễ hồi nè, rất dễ hồi mà đóng vài cây trần là bình thường anh chị. Ví dụ anh chị mình thấy ở đây nè, cái thời điểm mà thị trường nó hồi lên nè, sau những cái biên độ giảm sâu thì những con như Nam Kim, Hoa Sen đồ rất dễ trần, hoặc là thậm chí em nói luôn là cả những cổ phiếu như SSI đồ nó rất dễ đóng 1-2 cây trần là bình thường. Ví dụ anh chị thấy đây nè, từ đấy lên nè, một cổ phiếu chứng khoán đóng vài cây trần là bình thường. Nhưng trong thời điểm này có anh chị nào đặt lại ngược một câu hỏi không, những cổ phiếu mid cap cái số lượng mà cổ phiếu nó đóng được cái biên trần nó rất hạn chế. Không phải là không có anh chị nha, nó rất là hạn chế. Mà ngược lại những mã cổ phiếu trụ lại là những cổ phiếu đầu tàu, nó kéo cái tâm lý và điểm số chung thị trường. Hồi xưa giờ anh chị mình thấy, thậm chí em nói luôn là ở vùng đấy, nhưng mà anh chị mình rất ít khi nào mình thấy được những cái dạng cổ phiếu như B&G mà nó trần. Anh chị mình nhìn nè, anh chị thấy mặc dù nó tăng lên nhưng mà 2-3% mà, 3-4% mà, rất ít khi nào mình thấy những con này nó đóng được cái biên trần. Nhưng mà phiên ngày hôm qua B&G trần, nay mở gấp tăng thêm 3%. Những cổ phiếu như Vietcombank ngày này bắt đầu tại kéo Vietcombank, cho nên đa phần điểm số thị trường mà nó tăng trong ngày hôm nay á, thì đa phần anh chị mình sẽ thấy là gì, nó không tăng nhiều ở những con mid cap. Hay anh chị mình thấy không, cái cây bùng nổ heo đà mà anh chị mình có mua những ông như SSI đi, hàng về bản chất thì nó cũng em gọi là khó lãi nha. Đấy, không phải là lỗ gì đâu anh chị, nhưng mà gọi là khó lãi, cái vị thế lãi nó không đủ sự an toàn để cho anh chị mình nắm. Cho nên vì sao em nói chị mình rất là rõ là gì, những cái thiên tài trên thế giới á, ở một cái phương pháp đầu tư hiện đại á, không có ai mà đi mua vào những cái cây bùng nổ heo đà đó. Nó còn những điểm mua muộn, bùng nổ heo đà để xác nhận thị trường tạo đáy và sau đó thị trường sẽ không còn khủng 1185, chứ nó không phải là thời điểm mua tốt nhất. Thời điểm mua tốt nhất là sẽ sau những cái phiên đỡ cung đầu tiên, những cái stopping volume 3 đầu tiên và test lại, bắt đầu anh chị mình sẽ thấy những cái trạng thái dòng tiền nó đã chảy vào cổ phiếu rồi, thì đó mới gọi là thời điểm mua tốt nhất. Đấy, cho nên chị mình chờ rõ ràng bùng nổ heo đà để mua thì nó không phải là thời điểm mua tốt, và nó sẽ không có một cái vị thế đủ sự an toàn cho anh chị mình nắm, và nó cũng rất khó lãi. Ví dụ như VCI luôn đi, em nói thẳng với chị mình luôn là anh chị mình thấy không, mọi người mua về cảm giác có lãi cũng được 1-2% nếu chị là mua sớm, còn chị là mua muộn á, đôi khi mà mua muộn mà giá gần như đóng cửa, hàng về còn bị âm. Đấy, cho nên chị mình thấy rõ ràng không, mặc dù mình xét một góc độ về cái điểm số của thị trường chung đi, nó tăng ghê không chị, tăng tốt chứ, điểm số thị trường tăng tốt đúng không. Đấy, chị mình thấy không, điểm số thị trường cây bùng nổ heo đà về ngày hôm nay đóng thêm tăng 10 điểm, nhưng mà đa phần tổ hợp nó đến từ những dòng cổ phiếu trụ, dòng tiền nó đang nằm ở đây. Đấy, cho nên mọi người phải tập trung được, mình hiểu được, đánh được những dòng trụ trong thời điểm này thì em đánh giá sẽ tối ưu cho cái danh mục anh chị nhà đầu tư mình. Còn những cổ phiếu mid cap bản chất anh chị mình thấy không, nó cũng có một vài yếu tố lý do, đặc biệt là những cái cổ phiếu mà mang tính chất đầu cơ đi, em coi TCH xem. TCH mọi người có mua được, hàng về còn có lãi nè, lãi cũng ngắn nè, lãi cũng nhỏ mỏng nè. Đấy, nhưng mà những cái cổ phiếu mang tính chất là đầu cơ trên thị trường lúc này á, thì nó cũng sẽ không có mang yếu tố gọi là thiên thời. Tại vì chính phủ trong khoảng 1 tháng đổ lại đây, trong thời gian vừa rồi á, thì cũng bắt đầu thanh tra đi những cái cổ phiếu mà mang tính chất đầu cơ trên thị trường. Cho nên là những cái dòng tiền không minh, những cái dòng tiền lớn á, họ cũng rất là e ngại để đổ tiền vào những cổ phiếu mang tính chất là đầu cơ. Mọi người lưu ý á. Cho nên cái chiến lược trong thời điểm này của thị trường chung á, em cũng đưa ra cho anh chị mình nè, mọi người cũng cần theo dõi nè. Ở giai đoạn mà tăng 90 điểm của thị trường nè, thì cá nhân em mình đánh giá như thế này. Một là gì? Dòng tiền lớn nằm ở đâu? Nằm ở nhóm trụ. Lưu ý nha, nhóm trụ VM30 á, mọi người thấy không? Nhiều anh chị mình nói em là sống bán lẻ đúng không? Nhưng mà anh chị mình thấy là thường sống bán lẻ là cái độ nhạy của những cổ phiếu như DGW rất cao. Nhưng mà hầu như anh chị mình thấy xung lực đoạn này là yếu nè. Anh chị mình thấy không, có dòng tiền thị trường tăng nó hồi thôi, chứ không phải nó có dòng tiền. Xung lực này là yếu anh chị nha. Hoặc là những cái diện như FGT, những con kênh trên như thế này mà nó chưa xác nhận được một cái cây bùng nổ nữa nè. Đấy, cho nên để mà nói về sống bán lẻ mình chưa có thấy, chưa có rõ ràng anh chị. Đó, mình cũng chưa đánh giá được, mình chỉ thấy dòng tiền nó nằm ở trụ ra. Hoặc là những cổ phiếu dụ như BS tôi này, hồi xưa là những cái tính chất về những cái dòng bán lẻ, những con này rất là nhạy, lưu ý kỹ nha. Cho nên đa phần mình thấy dòng tiền là nó nằm ở dòng trụ, ở nhóm VM30 chứ không phải là đặc thù về dòng bán lẻ. Mọi người lưu ý ha. Cho nên mình sẽ đánh giá với chị mình là tăng 90 điểm của thị trường chung á, yếu tố thứ nhất là cách gì? Danh mục nè, danh mục mua gì? Danh mục mua gì? Thì cái đầu tiên là nằm ở những cái dòng trụ. Cho nên trong danh mục anh chị mình không ít thì nhiều thì phải có được MWG, không MWG cũng phải Masan, không Masan thì BNG, không BNG phải GAT. Anh chị mình thấy không? Đấy, không có GAT thì cũng phải con này con kia, cũng phải có một cái con trụ trong cái danh mục anh chị mình. Và em review cho anh chị mình xem các cổ phiếu trụ trong thời điểm này của thị trường chung này. Bây giờ để nói nó sẽ hơi muộn với anh chị nào mình nghe. Và ở đây em cũng nói luôn là mình không khuyến khích anh chị nào bây giờ cầm tiền mới bắt đầu đi vào mua những con này, nó bị muộn anh chị. Đấy, nhưng mà anh chị mình thấy không? Bản chất là VRE này, nó điều tiết, nó luân phiên liên tục, một ngày một con nó kéo. Trước đó là gì? Vinamilk đó. Anh chị mình thấy rõ ràng không? Dòng tiền nó nằm ở đâu? Dòng tiền nó nằm ở đây chứ nằm ở đâu đó. Trong ngắn hạn cái biên con Vinamilk tăng 15% là rất nhiều anh chị nhé. Thấy một con trụ mà tăng 10-15% là nhiều chứ không phải ít đâu. Vinhome ngày hôm nay lại kéo anh chị mình thấy không? Từ đấy nó tăng được bao nhiêu phần trăm mà tăng 15%. Những cổ phiếu như Vietcombank ngày hôm nay tổ chức họ lấy ra kéo nè. Những cổ phiếu ví dụ trước đó chị SAB là tăng ghê không? Đấy, trên cái điểm số thị trường nè, BNG nè, những cổ phiếu như BLX nè, chỉ đoạn đầu dòng tiền của nhóm trụ, những con như BLX đầu tàu nó kéo nè. Những cổ phiếu như MWG trong 2 tuần gần đây rồi là gì? Gọi là kim chỉ nam cho thị trường nè. Đấy, cho nên dòng tiền nó đang nằm ở đây. Nhưng cổ phiếu như Masan anh chị mình thấy không? Từ quá trình sau khi test thay đáy thành công tăng được khoảng tầm 10%. Những cái dạng cổ phiếu ví dụ như là GAT rồi đi anh chị, GAT rồi cũng tương tự. Từ quá trình test thay đáy thành công tăng được cái biên bao nhiêu khoảng tầm 10%. Mình lưu ý ha. Cho nên đa phần anh chị mình thấy những cổ phiếu trụ mà tăng 10-15% thì đóng góp rất nhiều vào tổng thể cái điểm số chung. Cho nên em nói thị trường tăng ở đây 90 điểm á, thì đóng góp của dòng trụ đây em tính trung bình, ví dụ như là Vinamilk nè, thì em tính trung bình khoảng tầm đóng góp khoảng bao nhiêu rồi ta? đóng góp khoảng tầm hết khoảng tầm 70% điểm số từ những cái dòng mã cổ phiếu dòng trụ đây anh chị, mọi người lưu ý á. Đấy, cho nên em thì khuyến khích anh chị mình lúc này phải hiểu được cái dòng tiền nó đang ở đâu, và khi mà đánh theo phương pháp của em xu hướng tín hiệu về dòng tiền thì mình phải follow theo nó. Còn thời điểm này ví dụ anh chị mình vào mình mua Nam Kim cũng không ăn khô, mà mua Hoa Sen nó không ăn khô anh chị. Bản chất những con đầu cơ như thế này hồi là phải chần, tại vì ở vùng đáy mà. Đấy, còn bản chất như thế này là mình thấy ở xung đột nó rất yếu với những cổ phiếu vô dòng thép, cho nên mình không khuyến khích anh chị mình. Vùng này mình cũng không có chê bai gì dòng thép nha anh chị mình, lưu ý á, nhưng mà nó không phải là cái cơ hội tốt nhất để mà cho anh chị mình lựa chọn, tại vì xung đột mình thấy nó không phù hợp. Tuy nhiên nếu như mà chị mình xác định mình đã đánh những cổ phiếu của dòng mid cap đi, ví dụ dòng trụ đây nè, mình xác định tiếp theo nè, không đánh trụ đúng không, nhưng chị mình không thích trụ, kêu mấy con này nó chậm, tiền nó lớn quá, vốn nó to quá, anh chị mình không thích đánh, thì mình đánh những con mid cap. Thì mình sẽ chọn dòng nào? Theo cá nhân em, mình chọn những con mid cap á, thì anh chị mình chọn đầu tiên á, là phải chọn được những cái cổ phiếu gọi là gì, những cổ phiếu kênh trên. Kênh trên ví dụ tâm điểm em muốn chia sẻ với chị mình là những cái dạng như TNG nè, là những cái dạng cổ phiếu thuộc tính chất là những cổ phiếu ở kênh trên của dòng mid cap. Cái tiếp theo á là anh chị mình nên chọn á, là mình nên đánh gì? Đánh sóng hồi. Sóng hồi ở dòng nào? Là dòng bất động sản. Mọi lưu ý á, đấy, cho nên chị mình thấy không? Trong từ cái cây mà bùng nổ theo đà nè, cây này là một điểm mua chuẩn với dòng nào? Với dòng bất động sản. Ví dụ như cây đó mà anh chị mình vào mua những dòng chứng khoán thì nó lại không ăn thua, tại vì cái biên nó không nhiều, nó cũng tăng kịp biên à. Nhưng mà anh chị nào vào đánh những cái dòng cổ phiếu bất động sản, ví dụ đất xanh này, anh chị mình thấy không? Mua một cây trần, ngày hôm qua mở gáp tăng 4%, 3% chứ, hôm nay về tặng cho anh chị mình tiếp tục một cây trần nữa. Thì bản chất vì sao mà cá nhân em mình hầu như là anh nói thật luôn, rất ít khi nào mà mình cho anh chị mình đánh những con kênh dưới. Nhưng mà với cái phiên buổi sáng thị trường chưa bùng nổ heo đà nữa, mà mình chỉ cần nhìn cái tín hiệu con đất xanh là mình biết bản chất dòng tiền đầu cơ, dòng tiền gọi là dòng tiền nóng, dòng tiền không minh, nó đã chảy vào những cái cổ phiếu của dòng bất động sản ở đây. Đấy, và mình cũng nói luôn nha, một cái trạng thái dòng tiền đầu cơ là một cái dòng tiền mà vào nhanh ra nhanh, không phù hợp cho anh chị mình nắm lâu, mà nó sẽ vào nhanh nó ra nhanh, đấm đủ biên nó sẽ bán. Mọi người lưu ý, cho nên anh chị nào có đánh với em dòng bất động sản á, mình xác định một cái trên một cái tinh thần là gì, chúng ta có thể bán bất kỳ lúc nào. Đấy, bây giờ là hôm nay là hàng của em về sẵn tài khoản rồi, mình có thể bán bất kỳ lúc nào, chứ mình không có nắm lâu, không có nắm dài, tại vì cái xu hướng của những con này là xu hướng giảm, kênh là kênh dưới, thì xác suất mà để em nó thật luôn, xác suất mà để những con này nó dẫn sống á, hầu như là bằng không. Đấy, với những cổ phiếu dòng bất động sản. Nhưng mà những cái con này trong ngắn hạn nó có cơ hội thì anh chị mình mua, có gì đâu mà mình chê nó tăng được 2 cây 3 cây như thế này. Những anh chị nào mà chê dòng bất động sản trong thời điểm này nè thì chắc chắn là những nhà đầu tư không có hàng và không mua được cổ phiếu mà mới đi chê. Chứ những cổ phiếu như đất xanh anh chị phải mua một cây trần về tặng cho cây 3% và thêm một cây trần nữa, mua T+2 về ăn 10%, thì có gì đâu mà mình lại đi chê những con này. Mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên quan trọng nhất là mình phải hiểu về dòng tiền. Ví dụ như em mua đất xanh đi, là đầu buổi sáng mà thấy tín hiệu một cái trạng thái khi mà tổ chức họ gom kiệt quệ về những cái lượng cung ở những vùng đáy. Điều đây là coi là một cái dạng tạo đáy anh chị nha, là một cái mẫu hình là cái nêm hướng xuống á. Anh chị nào mà đọc thêm những cuốn sách á, mình tìm hiểu thêm về mẫu hình hành vi tổ chức á, mình sẽ biết đây là mô hình cái nêm hướng xuống mà rũ kiệt thanh khoản nè, chứng tỏ là nghĩa là vùng 12 13 này không còn áp lực bán, thì chỉ cần một cái lực cầu đủ lớn là nó chằn. Cho nên buổi sáng nó chằn rất nhanh, nghĩa là tổ chức họ chỉ cần nhích nhẹ một cái dòng tiền vào nó chằn ngay. Thì bắt buộc vì sao hôm đó em cho anh chị mình quyết liệt mua, em là em mua giá MB luôn. Ví dụ anh chị mình thấy con đất xanh không, cổ phiếu của đất xanh ngày hôm đó là em mua rất là quyết liệt, em vào lại mua hấp luôn, ai có giá bao nhiêu em mua ngay. Cho nên vào lúc khoảng tầm 9:57 nè, em chia sẻ chị mình đánh 1 điểm T+ đất xanh nhé, ngắn hạn quét được cái trạng thái rồi là xu hướng giảm và nó cái tố test là thành công, thì nó phù hợp cho anh chị mình đánh T+. Em nói thẳng là cổ phiếu kênh dưới đánh T+ anh chị, thì điểm mua quanh vùng 13.9 14 nè, sai các lỗ 13 nè, target 7 10%. Và khi mà em thấy con đất xanh thì nó đóng một cái phiên đóng cửa giá trần cứng á, mà tăng khoảng tầm cái biên mà nó kê trần cứng là khoảng 10 triệu á, thì mình rất tự tin là con này hàng về sẽ lại. Đấy, thì nó đúng như thế anh chị ha. Cho nên hôm qua em cũng nói anh chị mình đúng không, nhiều anh chị mình thấy em ồ con này target nó bao nhiêu em ơi, thì em nói anh chị mình nó cứ về hẳn vùng 16 đi rồi mình tính tiếp. Đấy, thì bây giờ anh chị thấy ngày mai nó mở gáp nó giật cái rồi về vùng 16 rồi, thì ngày mai khi mà nó về vùng biên 16 á, em sẽ đánh giá ngày mai cái gáp này là gáp sức mạnh hay là gáp FOMO. Nếu gáp sức mạnh ngày mai nó mở ok đánh trần nó là bình thường anh chị. Những con này những cái dạng dòng tiền đầu cơ gọi là dòng tiền điên mà. Dòng tiền điên là cái dòng tiền mà mua chiếc khấu ở vùng giá thấp á, thì nó rất là điên. Chúng ta không có thể nào mà đo lường được nó tăng đến bao giờ đâu. Mọi người lưu ý á. Đấy, cho nên khi mua đúng điểm thì chúng ta cứ không thả nó hàng về sẵn à. Đó, em nói kênh dưới là đánh vào nhanh ra nhanh nè. Thì đây là tài khoản cá nhân của mình nè. Hôm đó em cũng mua 20.000. Em cũng mua 20.000, em cũng đánh ngắn chung với hệ thống bán hàng bên em. Mọi người lưu ý. Đấy, hồi xưa em đã từng đánh một cái deal Nam Kim rồi, cho nên mình biết những cổ phiếu mà nó thuộc dạng là những cổ phiếu mà nó rơi sâu á, nó sẽ tạo được những cái đáy rồi đáy hoảng loạn á. Thì khi mà nó bật lên em nói chị mình nó bật cũng kinh, có thể gọi là một cái dạng mà chạy nước rút ở vùng đáy. Chạy nước rút ở vùng đáy anh chị mình thấy không? Nó khác gì chạy nước rút ở vùng đỉnh đâu, cũng tương tự. Anh chị mình mua đúng điểm mình có thể kiếm 20-30% trong T+ là bình thường. Đấy, hồi xưa em bắt đúng Nam Kim luôn. Cái cây mà đầu tiên trần nè, trong cái biên rơi nước rút á, thì đó cái cây mà em mua nè, con Nam Kim này nè, em mua cũng đuôi giá trần luôn. Nhưng mà thời điểm đó là mình không có một cái độ tự tin để mà mình chia sẻ cho anh chị mình, tại mình chưa tìm được một cái yếu tố nó phù hợp. Đấy, cho nên chủ yếu thời điểm này em cá nhân mình ăn đâu đó tầm khoảng 2-3 cây trần là mình bán à. hai ba cái trận mình bán cho nó rủ lại cái này rồi nó giật lên tiếp, anh chị mình thấy không? Cho nên đây em đánh giá là gọi là dòng tiền đầu cơ, gọi là dòng tiền ở đấy á, nó không thể nào mà dẫn dắt được một cái dòng cổ phiếu nó vào sóng đâu, tại vì nó mất thời gian lắm. Sau đó anh chị mình thấy tám tích lũy là lâu, nó tạo đáy trong nó tích lũy là rất là lâu, anh chị mình thấy không? Nhưng mà trong cái phương pháp về VSA á, thì mình gọi đây là những cái điểm gì, những điểm selling climax, những điểm SC, sau đó nó sẽ có một cái nhịp bật hồi phục tự nhiên đấy, mà thường nó sẽ mang tính chất là có dòng tiền điên, dòng tiền đầu cơ nó vào. Cho nên những cổ phiếu đất xanh á, khi nào mà cá nhân em mình thấy một cái phiên mà lượng cung nó tuôn ra nè, giống như cái phiên này là một cái update nè, lượng cung nó tuôn ra nó kéo lên khối lượng khắp nè, nó vượt đỉnh thất bại nè, thì đó thời điểm đó sẽ cho anh chị mình bán đấy. Cho nên mình mua thì mình cũng phải đánh giá lại. Cho những con đất xanh thì hôm nay cũng nhiều anh chị mình hỏi em là Trần bán không em ơi? Em nói có gì đâu mà bán. Bây giờ em nói cả thị trường đều ao ước là có được hàng của cổ phiếu đất xanh ở vùng đấy, cho nên chị là mua đúng điểm mà cứ nắm đó đấy. Cho nên đôi khi lớn ngớ mà vớ được một cổ phiếu kênh dưới như thế này nó cũng có một cái biên lợi nhuận đủ tốt. Nhưng quan trọng nhất mọi người mua vì sao? Em chỉ mua đúng con đất xanh thôi anh chị. Tại vì sao anh chị? Tại vì con này xung lực chặn trước và tăng trước. Còn BDR nó đi sâu mà nay cũng đóng cửa được giá trần nè, nhưng mà mình không mua được tại vì sao? Mình không có đọc được cái mẫu hình ở đây. Quan trọng nhất mọi người mua, mọi người phải hiểu lý do vì sao mua. Em thì mình không đọc được cái khẩu vị về mẫu hình của BDR. Còn DG nó tăng theo, nó bị FOMO, cho nên mình cũng không mua. Đấy, anh chị mình thấy không? Mình cũng sẽ không mua, mặc dù mọi người mua vẫn có lãi, nhưng mà nó sẽ không bền bằng những con mà tăng đầu tiên. Lưu ý ha. Đấy, cho nên mình cũng chia sẻ với anh chị mình luôn về những cái danh mục cổ phiếu mà trong hệ thống khách hàng bên em mình đang nắm. Cho nên cái thời điểm mua nó rất là quan trọng. Đấy, cho nên mình cũng đã chia sẻ với anh chị mình rồi. Một là thời điểm vừa rồi anh chị mình đánh vào những cái dòng cổ phiếu trụ. Hai là ví dụ như muốn mua những con mid cap á, một là chọn kênh trên, hai là chọn những đánh cái nhịp sóng hồi của dòng bất động sản thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn vào đánh lan man là nó sẽ không có hiệu quả, tại vì điểm số tăng chủ yếu đóng góp từ trụ thôi anh chị đó, và nó cũng có sự phân hóa rất là mạnh đấy. Cho nên ở một góc độ nào đó thị trường nó tăng đó khoảng tầm 90 điểm từ đấy mình đi lên đó, thì em cũng muốn chia sẻ với anh chị mình luôn. Hồi chiều này cũng có một vài anh chị mình hỏi em là giai đoạn vừa rồi em đánh như thế này, thì vô tình chung thì em cũng chia sẻ cho mọi người thấy là khi mà em kiến nghị cho anh chị mình trong hệ thống bán hàng bên em mua, thì đây là cái danh mục trong T cộng trong hệ thống bán hàng bên em mình đánh 6 con, tới thời điểm này mình đang cầm 6 cổ phiếu đấy. Thì mọi người đánh trong room T cộng, cá nhân em ngoài cái việc mà hỗ trợ phân tích cho anh chị mình, em cũng là một nhà đầu tư cá nhân, thì vì thế mình cũng có thấy những cái cơ hội trong giai đoạn vừa rồi ở vùng đấy, thì mình cũng là một người mình cũng sẵn sàng là mình tham gia. Cho nên anh chị mình thấy đây nè là tàu thứ nhất là tài khoản của em, thì anh chị nào trong room cộng đồng thì mọi người cũng đã biết rồi đúng không đấy. Cái thứ hai là anh chị mình thấy là gì, ví dụ như đất xanh nè, em mua đây hôm trước 20.000 nè, mua giá 14 nè, trong room kiến nghị anh chị mình đã sao thì em ở đây mình cũng mua như vậy đó, mua tương tự với anh chị mình đấy. Thứ nhất là cho anh chị mình thấy bản chất em đây cũng là đầu tư thật, nhưng mà mình lên mình hôn hào mình phân tích bừa và khích là phân tích mua, không khích là phân tích bán, không phải anh chị, mà mình cũng là một người đầu tư đấy. Thì ở đây cái biên lợi nhuận khoảng tầm 11% nè, thì mình kỳ vọng, nếu như mà đúng sự kỳ vọng của mình á, những cái trạng thái của con đất xanh nè, hôm nay cái bùng nổ hàng T cộng về là mình biết con này uy tín, nó đóng một cái cây trần như thế này là hợp lý. Thì mình nghĩ đâu đó ví dụ như khi ngày mai nha mà nó mở gap nha, riêng của đất xanh ngày mai mở gap up nè, thì mình sẽ xem cho nó kỹ. Ví dụ mở gap up có lượng thấp á, thì nó sẽ quay về lắp gap luôn, nhưng mà lắp gap nó lại không có yếu tố bị bán á, thì sau đó nó sẽ tiếp tục lên tiếp cho đến khi nào mà nó gặp những cái áp lực bán, nó bị tuôn ra một cái cây rồi cây volume lớn á, thì mình sẽ đánh giá là mình sẽ canh bán. Lưu ý nha, riêng của đất xanh thì có thể bán bất cứ lúc nào, cho nên vùng này thì nó hợp với anh chị mình luôn, cũng không có khuyến khích cho anh chị mình vào mua đất xanh đâu, tại vì mua là phải mua đúng điểm, mua là phải mua đúng những cây xuất phát dòng tiền đầu tiên đi lên nè, thì nó mới an toàn. Còn bây giờ anh chị nào mà vào mua đất xanh ở đây á, thì không khác gì cái việc mà anh chị mình vào mình đẩy giá cho cá nhân em, thì mình không thích cái việc như thế, mình cũng chả có kiến nghị cho anh chị mình ở đây để mua đâu, nó cũng không có phù hợp với cái khẩu vị của mình ấy. Cho nên mình mua như thế nào mình mới phân tích cho anh chị mình được. Còn bây giờ mọi người hỏi em mua đất xanh hay không, thì em nói thẳng luôn là nó không đạt một cái tiêu chí của mình, nó còn đã qua điểm mua ấy. Tiếp theo là anh chị mình thấy mình review là luôn những cổ phiếu như mà WG nè, em mua 65 nè, lãi được đâu đó khoảng tầm gần 6%. Thì với những cái dạng cổ phiếu như là MWG đi, thì anh chị mình thấy không, nếu như mà mình gọi là một cái cổ phiếu mà cá nhân em đi mà nó phù hợp nhất với mình trong thời điểm vừa rồi á, mình cũng chia sẻ hẳn với anh chị mình luôn là cổ phiếu của MWG. Đó là cái cổ phiếu mà nó đạt về hầu như tất cả các tiêu chí của phương pháp về VSA và dòng tiền. Cái thứ nhất là một cái cổ phiếu trong một cái xu hướng tăng. Cái thứ hai là những cái dạng cổ phiếu tái tích lũy lại kênh trên. Cái thứ ba là trong một cái nhịp giảm rất là sâu của thị trường giai đoạn vừa rồi, cổ phiếu như là MWG nó ít bị những cái áp lực giảm điểm, thì mình biết có yếu tố dòng tiền tổ chức họ đỡ giá cổ phiếu. Cái thứ tư là anh chị thấy sau quá trình test là đấy có dòng tiền vào, thì bản chất nó hợp với anh chị mình luôn là cái phiên ngày 9 tháng 8 á, nếu như mà mình không mua con MWG thì mình có lỗi với cái phương pháp của mình, và mình không có tính kỷ luật với phương pháp của mình nếu như mình không đưa ra cái yếu tố mua nó quyết liệt đấy. Cho nên sau này mình rút kinh nghiệm anh chị, thi cổ phiếu đúng tiêu chí đúng để mua, mình sẽ sẵn sàng mình lao vào mua, và mình quyết liệt trong việc ra cái quyết định. Nếu như mình sai mình tuân thủ cắt lỗ, thì khi mà anh chị mình nghĩ tới một cái trường hợp xấu nhất mình sẽ cần làm gì, sai tuân thủ cắt lỗ, thì mình rất thoải mái và mình rất tự do trong cái việc mà mình ra quyết định là mình mua cổ phiếu. Đấy, cho nên bắt đầu từ bây giờ vùng này nhiều anh chị mới hỏi em là có mua hay không. Buổi sáng nay có hỏi em mua thì em nói chị mình thôi lỡ rồi thì giá đỏ chị mình ai chưa có rồi cứ canh lấy đi. Đấy, thì mình cũng chia sẻ với anh chị mình là như thế. Còn hệ thống anh em mình mua cái vị thế từ 65 nè, thì tài khoản của em ở đây đi thì mình cũng mua từ 65 đó. Thì riêng với những cổ phiếu như WG thì khi mà thị trường đã có trạng thái gọi là tạo đáy rồi, xét chặn thành công, thì phần còn lại là chúng ta chỉ tiếp tục canh cái thời điểm phù hợp để mà cho chị mình gia tăng thêm thôi. Cho nên cái buổi ngày mai cũng là cái buổi mà em sẽ nói với anh chị mình về cái tính thời điểm để cho anh chị mình canh mua thêm. Mình sẽ canh gia tăng thêm với những cổ phiếu như MWG trong thời gian tới. Dù ngày hôm nay rung lắc cuối phiên là rút chân này. Những cái dạng này có thể nói là những cái dạng cổ phiếu nó vẫn tiếp tục trong một cái xu hướng tăng và nó sẽ tiếp tục trong một cái xu hướng đi lên. Đấy, lưu ý cho mọi người cứ nắm đó. Những cái vị thế mua tốt á, thì vùng này á, em nói chị mình là sẽ không phù hợp với mọi người mua mới, đúng không? Nhưng mà nó cũng sẽ không nhất thiết là anh chị phải đi bán ra hết tất cả cái cổ phiếu. Đấy, mình lưu ý những con MWG bán ra là sao chị mình mua lại được. Những cái vị thế tốt, cho nên mua đúng thì phải nắm giữ, mua sai thì phải quyết liệt cơ cấu. Đó là như thế mọi người ha. Đấy, còn tiếp theo anh chị mình thấy những cái dạng cổ phiếu dụ như TNG đi. TNG hiện nay mình cũng lãi trung bình khoảng tầm được 7%. Đấy, thì với những cái dạng cổ phiếu dụ như TNG cũng tương tự thôi, cũng tương tự với những cổ phiếu như WG thôi. Nếu như mà TNG bây giờ nó tăng mà trong danh mục mình không có thì cá nhân em cũng sẽ rất là buồn, tại vì nó đúng với tiêu chí, đúng với phương pháp, hầu như nó đạt thỏa tất cả các điều kiện luôn. Điểm rủ nè, test lại kiệt thanh khoản nè, anh chị mình đang quá trình test lại đấy nè, kiệt thanh khoản nè, test không khủng đấy, giữ đấy tốt nè, kiệt vol nè, dòng tiền vào thì từ đó mình mua đó. Ngoài ra em nói anh chị mình cái dòng dẹp may là cái dòng mà được hưởng lợi từ một vài cái biến cố về sự đột biến của vĩ mô trong ngắn hạn, khi mà yếu tố về dịch chuyển về đơn hàng ở Bangladesh, khi mà biến động về chính trị nội bộ của đất nước Bangladesh nó sẽ dẫn tới một không mang tính chất ổn định. Thì bản chất những cái đơn hàng của những cái thương hiệu lớn là phải tìm đưa một cái nhà máy sản xuất khác để đáp ứng là cái nhu cầu, tại vì cuối năm anh chị mình cũng biết cái nhu cầu chi tiêu rất là nhiều ở bên châu Âu, bên Mỹ. Đấy, là những cái ngày ví dụ như ngày Black Friday này, rồi những cái ngày ví dụ như là những cái ngày Giáng sinh đó, rồi là ngày lễ tặng quà này. Thì đó những ngày mà mang tính chất là chi tiêu rất lớn ở cuối năm. Đấy, cho nên bắt buộc phải đi dịch chuyển qua những cái đất nước khác để mà đáp ứng phù hợp lại cái đơn hàng. Đó, lưu ý Việt Nam của chúng ta cùng với Ấn Độ, Indo đó là những cái đất nước sẽ đáp ứng cái thị phần còn lại của Bangladesh khi mà có sự bất ổn về chính trị. Đó, cho nên đây là cái yếu tố mà cá nhân em mình giá tương đối tốt riêng với những cổ phiếu TNG thời điểm này á, chỉnh là mua. Mọi người lưu ý ha. Còn khi nào mà mình bán á, chỉ khi mà nó bị bán tháo thôi, khối lượng lớn thôi. Còn những cái phiên mà rung lắc lắc trong phiên mà khối lượng thấp á, mọi người đừng có nhìn nhiều. Mình chỉ trả lời cho mình khi nào tổ chức họ khác thì mình sẽ bán. Nên TNG nè, MWG là hai cổ phiếu mà cá nhân em mình sẽ bắt đầu dịch chuyển qua chiến lược đánh dài để cho anh chị mình cầm nắm. Đấy, tiếp theo anh chị mình sẽ đánh giá qua tiếp tục những cổ phiếu dụ như GAT đi. GAT ngày hôm nay là có một vài yếu tố không tin thì mình cũng chia sẻ với anh chị mình luôn là GAT anh chị. GAT là nó sẽ có một vài yếu tố không tin về việc gọi là tăng vốn anh chị ha. Thứ nhất là phát hành về cổ phiếu là tỷ lệ đó khoảng tầm 2% bằng cổ phiếu hơi ít, nhưng mà chia bằng tiền mặt là nhiều nha. Đấy, riêng cổ phiếu anh chưa thống kê nè, riêng mà chia bằng bài viết để xem. Đây anh chị, riêng mà chia bằng tiền mặt thì sẽ rất là nhiều, chia bằng tiền mặt tỷ lệ đó là 60% bằng tiền mặt anh chị nha. Đấy, ngày 16 tháng 9 tỷ lệ là 60% bằng tiền mặt nè. Đó, cho nên với những cổ phiếu như GAT thì nó đang có một cái game cũng được hưởng lợi là cái game từ việc tăng vốn, thì thường những cái tính chất này nó sẽ tạo một cái chất xúc tác cho cổ phiếu sẽ tiếp tục trong cái đà đi lên đó. Riêng với em những con như GAT dù cây ngày hôm nay sách out là bình thường, sách out là bình thường, nó không phải là rủi ro gì đâu anh chị, tại vì bản chất những cổ phiếu trụ mà thì nó sẽ thường mang những cái yếu tố mà nó điều tiết. Dù con GAT mà hôm nay còn đóng cây trên 65 nữa, 66 thì chắc thị trường phải tăng 20 điểm á. Cho nên riêng với những dạng cổ phiếu như GAT thì mình phải nhìn được quá trình tích lũy của cổ phiếu. Đó, có ví dụ như những cây volume lớn thì coi nó tá tích lũy lại ở trên là bình thường. Nhưng mà quan trọng nhất là cái vị thế anh chị mình mua ở đâu. Ví dụ như trong hệ thống hàng bên em đi, vị thế tụi em mua đem vùng 81 nè, có một cái phần lợi nhuận đệm đủ tốt rồi. Cho nên là tới thời điểm này á, mình trong cái giai đoạn thị trường tăng 90 điểm á, thì hệ thống bên em mình cũng đã có một cái phần lợi nhuận, có phần lãi đệm là tương đối tốt, là một cái phần vị thế rất tốt để có thể thị trường có rung có lắc có chỉnh là đi thì mình cũng không phải có quá lo lắng. Thì cái thời điểm mua tốt em nói chị mình là như vậy á. Ví dụ thị trường ở đây mà nó có chỉnh lại thì những con này ví dụ mình mắc là một vài phần trăm lợi nhuận thì nó không phải là vấn đề. Ấy, lưu ý á. Ví dụ những cổ phiếu tiếp theo là GMD. GMD là cổ phiếu cuối cùng mà mình có mua trong ngày hôm qua đó, thì ngày mai là hàng về. Thì đơn giản đó, vì sao em mua GMD là những dạng cổ phiếu kênh trên em cũng chia sẻ với chị mình luôn. Ví dụ như sau TNG, sau MWG thì con GMD này cá nhân em mình khá là thích, tại vì nó rất là phù hợp với cái tiêu chí của hệ thống. Và ngày hôm qua mình mua đơn giản là cái dòng tiền vào nó xác nhận nó bắt được cái xu hướng giảm. Và những cái dạng cổ phiếu như là GMD này thì nó không mang yếu tố FOMO nhiều. Đấy. Cái thứ hai là anh chị mình thấy rõ ràng là những con này là những cái dạng kênh trên sau quá trình test đáy trụ đáy liên tục này. Cái thứ ba là cơ bản nó tốt anh chị. Như này cơ bản thì nó là quá tốt rồi. Cái dự án ví dụ Gemalink mà nói chị mình ở Bà Rịa và Vũng Tàu là một trong những cái siêu cảng, lưu ý ha. Đấy. Cho nên bản chất con này thì cơ bản nó cũng khá là khỏe rồi. Đó, cho nên mình chỉ chờ tiêu chí là đúng về cái yếu tố dòng tiền cung cầu là mình tham gia. Ví dụ em qua điểm mua. Còn ví dụ như anh chị mình thấy những con này để vào sóng á thì nó sẽ cần một vài phiên, ví dụ như đây lình xình nè, nó test cung test cầu nè và nó xuất hiện một cái cây mở biên. mở biên đóng cửa giá trần luôn, một cái khối lượng lớn á, thì đó là điểm gia tăng thêm và em sẽ chuyển con GMD này qua chiến lược dài, còn tạm thời có đưa vào như một đánh ngắn để mình đánh giá tiếp. Đấy. Tiếp theo là cổ phiếu của Masan anh chị ha. Đấy, Masan là cổ phiếu mà mình muốn chia sẻ với chị mình tiếp theo. Thì bản chất anh chị mình thấy những cổ phiếu như Masan cũng là một trong những cái firm cổ phiếu mà tạo đáy trước thị trường. Nhưng mà ở đây nó đang lên, nó gặp lại những cái vùng biên trên. Ví dụ quanh cái vùng mà 77 78 80 thì những cái dạng này cổ phiếu nó đang gặp lại cái vùng kháng cự biên trên. Cho nên đâu đó nha, em chia sẻ luôn với chị nào có đang nắm Masan nè. Thì với những cái dạng cổ phiếu của Masan á thì mình sẽ có cái điểm gia tăng tiếp theo. Thì tại vì đây là một cái form mẫu hình về thu hẹp biên độ giảm. Mọi người lưu ý nha, VCB thu hẹp biên độ giảm đó. Cho nên ở đây coi nó sẽ rủ về lại là bình thường. Coi nó rủ về test lại quanh vùng 75 là bình thường anh chị. Cho nên mọi người phải mua ở những vị thế nó tốt á thì anh chị mình mới yên tâm mình cầm nắm được. Đó, cho nên mô hình VCB này. Ví dụ vào đây volume lớn mà chưa bước được thường sẽ có nhịp trụ test lại. Khi mình sẽ canh những điểm test để em cho anh chị mua thêm. Lưu ý ha, mắc kế hoạch mình đưa rõ ràng. Thị trường rung lắc thì mình mới gia tăng thêm vốn, mình mới mua thêm vốn. Còn thị trường này mà nó càng tăng nó càng kéo á thì nó chỉ phù hợp với những cái vị thế mọi người có hàng sẵn mình nắm thôi. Đó. Thì vô tình chung mình cũng đã review qua hết những cái danh mục cổ phiếu trong hệ thống mình đang nắm như thế nào. Ngoài ra tiếp tục đây là cái tài khoản số 2 mà em có đang hỗ trợ anh chị mình trong hệ thống khách hàng. Thì mình đánh hai mã thôi, một liều G, những cổ phiếu kênh trên xu hướng tăng. Tại vì đây là tài khoản mà em sẽ nắm dài. Thì mình chỉ đánh con một liều G là kênh trên xu hướng tăng nè. Hai là mình mua con BLX. BLX thì để nói về cổ phiếu này thì mình đã mua từ những cái chu kỳ trước rồi. Đấy. Thì những cái vị thế mà mua giá vốn tốt quanh cái vùng biên ví dụ như 38 39 ở đây á thì mình cũng chỉ trả lời cho anh chị mình là khi nào kết thúc chu kỳ thì mình sẽ bán. Còn mình đã không có lo ngại về cái việc những con nó chỉnh thì nó rung hay nó lắc như thế nào. Ở đây ví dụ anh chị mình thấy nó mở gáp này. Thì ở trong ngắn hạn nó quay về lắp gáp là bình thường. Không phải cái yếu tố gì đó mà nó mang tính chất là nó quá rủi ro. Với những cổ phiếu như BLX, nhóm này đang trong file E, đang trong quá trình đẩy giá thì nó chỉ kết thúc chu kỳ khi nào mà nó chạy nước rút. Còn ví dụ nó chỉnh lại tích lũy lại để tiếp tục cho quá trình tăng đó. Lưu ý nha, cho anh chị nào đã cầm BLX với em á thì cứ yên vị thôi. Vị thế này là vị thế tốt nhất trên thị trường, lại 20% với những cổ phiếu như BLX. Còn lại ví dụ cổ phiếu như là MWG thì cũng mua chung cái thời điểm với em. Anh chị mình thấy không? Thì cái mức lợi nhuận nó cũng xem với nhau đó. Thì đó là mình những chia sẻ rất rõ ràng tới tất cả những chị nhà đầu tư mình cuộc về cái danh mục hệ thống khách hàng bên mình đang nắm gì và thời gian tới chiến lược của mình sẽ ra sao. Thì thời gian tới chiến lược của mình ở đây á, chiến lược của em nha, ở trong những cái vùng này á, là mình hành động của mình là không hành động gì cả. Có nghĩa là bây giờ thị trường mà muốn mua thì vùng này mình cũng đánh giá là không phải là điểm để cho anh chị mình mua phù hợp. Đấy, mà muốn bán á, mình cũng nói anh chị mình luôn những vị thế tốt mua ở dưới á, thì cũng không có lý do gì để cho anh chị mình bán. Cho nên những cái điểm rung lắc lại á, chỉnh lại á, thì mình sẽ canh mua. Còn những điểm mà tăng á, thì nó phù hợp cho anh chị mình nắm. Đấy. Còn thị trường tín hiệu điều chỉnh như thế nào thì buổi tối ngày mai em sẽ phân tích cho anh chị mình rất kỹ để mọi người biết được là trong cái buổi khóa học này khi nào thị trường sẽ có những điểm điều chỉnh và tái tích lũy lại. Mọi người lưu ý á, ví dụ như cái thanh khoản thị trường nó lớn đi, nó phụ tốt đi thì có quá trình tái tích lũy của thị trường sẽ nằm ở biên trên. Còn nếu như mà thị trường khối lượng nó thấp thì sẽ tái tích lũy nào ở biên dưới. Nó tùy vào cái vận động tiếp theo của thị trường. Đấy. Cho nên ở một góc độ tiếp theo thì sau quá trình tích lũy á, nó mới xuất hiện những cái trạng thái của dòng dẫn dắt thì đó mới gọi là một cái giai đoạn siêu kiếm tiền. Còn giai đoạn vừa rồi mà ở từ vùng đấy đi lên á, anh chị nào đánh được thì tốt, mà không đánh được thì cũng không sao. Tại vì nó chỉ gọi là một cái giai đoạn tiền đề thôi, một cái giai đoạn chạy đà thôi, một cái giai đoạn mà nó sẽ tạo cho anh chị mình nếu đánh được thì anh chị mình sẽ có một cái biên lợi nhuận dự phòng đủ tốt để sau đó thị trường nó bước vào quá trình tái tích lũy á, thì anh chị mình thoải mái về cái tâm lý ở những vị thế cổ phiếu mua tốt. Còn lên đây trên cao anh chị mình lao vào mua vì thấy không tốt mà thị trường nó tích lũy lại chỉnh nó rung nó rắc lại bắt đầu anh chị mình sẽ mệt mỏi. Lưu ý kỹ ha. Đó, thì đó chiến lược của hệ thống khách hàng bên em. Đấy, mình cũng chia sẻ với anh chị mình thì nó cũng rất rõ ràng. Đó. Còn anh chị nào thấy video này hay và bổ ích thì mọi người để lại giúp em một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em là những buổi video sau tốt hơn. Đấy, bên dưới trong phần bình luận á, thì có một vài yếu tố thông tin mọi người đăng ký khóa học á, thì mọi người đăng ký vào đây có cái form anh chị mình vào điền thông tin cá nhân và sau đó là bạn trợ lý sẽ hướng dẫn cho anh chị mình. Còn anh chị nào muốn nhanh hơn á, thì mọi người cứ liên hệ với bạn trợ lý là bạn Hải Anh qua số Zalo là 0945 866 915 thì bạn Hải Anh sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người ha. Thì thông tin ở đây cũng không có phần link nè. Đó. Còn anh chị nào muốn tham gia vào room cộng đồng ở đây là cái phần link để cho anh chị mình tham gia vào trong cái room cộng đồng. Thì trong room cộng đồng thì vẫn chia sẻ trao đổi với anh chị mình rất nhiều đó. Đa phần mọi người em nghĩ hàng cũng đã đủ rồi, cũng không bị dính vào những cái trạng thái gọi là bị FOMO với những cái cổ phiếu tăng điểm trong thị trường ở thời điểm lúc này. Cảm ơn chị mình rất nhiều. Chúc anh chị mình buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại mọi người trong buổi video ngày mai. Xin chào cả nhà.